nó gượng đực đã đời ha. Mình không có bò nọc á là bắt đầu nó gống. Nó gống lớn lắm à. Dạ. Là nó kiếm, nó gống là nó Như kiếm bò đực đó. vậy. Hai cái con bò này bây giờ là cái anh ở ngoài Canada giúp vốn về đây, là chú này là mượn tôi mua giùm hai con bò. Dạ. Nếu mà hai con bò này á, theo tôi có nuôi bò gầu á là tôi biết mà chú làm ăn là sao mà có gạo là chú sống, còn hai con bò này chú nuôi cỡ khoảng 3 năm mẹ đẻ con đẻ Dạ. là chú phải khá giả. Mang cho khá giả đi mà bây giờ theo ý tôi là chú phải gán mằng. Dạ. Hai con bò này á, chú gán mằng cho đủ ăn đi, hai con bò này chú 3 năm sau nữa là chú nằm ở dạng Ông sao khá giả. Dạ. Con giúp đỡ cho Sang vậy thì thôi, Sang cũng rất cảm ơn. Dạ. Cái chăm sóc cho bò nó. Dạ. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị ạ. Thì hôm nay thì cũng là một cái ngày khá là để vui, nhưng mà nhà anh Sang lại nhận được bò này cô bác quý anh chị. Và cái công việc đầu tiên đó là mình thuê xe tải ba mình với lại ông Sáu để mà cái công việc đầu tiên đó là mình vận chuyển bò vào. Mình có hẹn anh Sang để mà ra đây để mà nhận nè. Ở đây là cái chiếc xe tải phải chở từ cái hơn 7 cây, hơn 70 cây ha anh Quốc. Mình chở ở đây hơn 70 cây phải không? Rồi, cả 75 cây á. Cả 75 cây. Ừ. Ủa, 7 mấy cây dữ ta? Dữ đồng hồ đó. Mấy chứ? Đồng hồ ở trên máy, trên xe cũng. Và đây là hai cái con bò hôm trước mà mình đã mua, cô bác quý anh chị có xem thì thấy rồi rõ rồi đó. Bây giờ chở cũng khá là vất vả ha. Anh à, mà coi hai con bò của mình coi anh. Nói chú gặp cái đất lớn nè. Và coi hai con bò của mình đây. Hay sao? Bò này nó sinh được. Hả? Thấy cũng được. Thấy được là sao? Hồi đó giờ có biết nuôi bò không? Đó giờ không có nuôi không biết. À. Bò này bò Pháp kèm nó của Dương Sáu đó. Nè, cái đây là tôi nói với chú là cái chú ở trên xe đó đó. Yeah. Là cái chú đó là mua bán bò gành đó. Còn tôi á, là người nuôi bò. Năm nay tôi nuôi gần 20 năm rồi. Yeah. Chú có phước. Có phước. Gặp hai con bò này quá đẹp. Dạ. Yeah. Thấy không? Dạ. Vì tôi nói là lần sau là nó vậy mà phải gán săn sóc cho nó đủ cỏ nghe tận. Dạ. Ông mà bò đẹp mà ông bỏ đói là nó không có đẹp đó. Nói trước á, tôi chỉ ông hết ý. Dạ. Đó. Khó quá chú ơi Sang. Dạ. Ở đây thì nói chung nhiều. Ừ. Dạ. Ở đây có thiên nhiên không khỏi động cũng có. Chú gặp hai anh con bò này là ông có phước dữ lắm đó. Hai con bò này là theo tôi đó ha, là tôi kiếm bò cái nuôi đó là khó kiếm. Hồi lúc mà tôi nuôi bò cái biết dắt bò không là dạ. Hên anh biết dắt bò không? Không mà nói nhau nói chơi vậy thôi chứ ông Sáu sẽ nói vậy thôi chứ anh Sang thôi dắt không quen đâu tôi. Mà phải đưa ông Sáu và lại chú Quốc dắt hả? Tôi anh Quốc hả? Con bò tôi ha. Có thằng Dương nó ra ông rồi chú ra. Nó ra anh kêu nó tiếp rồi, chú. Rồi đi. Ê Trời. Ờ, cái người trong đâu, trong nghề không mà vậy đó. Con bò đó đó, trước đây. Trời. Trước đây con này theo bò sao là nó theo à. Bò này bự hơn bò này ta? Bự hơn nhiều lắm. Ôi, lần đầu tiên. Ôi chú dắt cái con bò nó trước đi là con này theo. Hồi nãy cái nó rồi được rồi. Rồi lại gai chú Quốc để anh Quốc để đem xe cho. Cái này mà chắc em dắt không được đâu hả anh Quốc? Mình phải chạy xe ông đa theo nè. Trời ơi, đâu phải dễ đâu. Trời. Khó quá hả? Đi đường ở trên á. Ông Sáu đi đường trên cũng được nữa đó.
thì Bùi Hồ phải chạy một cái đoạn này trước này để quay lay cam cho cô bác quý chị xem. Ở ra thì cái công việc quá chắc bò thì không hề dễ dàng một chút nào. Lúa hôm nay chín rồi nè. Bây giờ mình sẽ chạy xe đầu qua mấy người trước này cô bác quý chị. Chạy đường ở đây buổi chiều mát ghê á, và thật sự là phải tranh thủ. Đó, chuồng trại là rất ngon mà giờ còn cái kỹ thuật, thấy không? Cái kỹ thuật là tới đây vệ sinh cho ăn đồ là phải làm cho nó im im để thâu sợ bò á, nó giật mình. Vô tắm rửa cho ăn rồi mình gờ gẫm nó cho nó quen. Yeah. Quen mình. Anh Sang cảm thấy sao? Vui. Không có gành nuôi bò mà giờ tôi nói nè, bây giờ đó, tự tin nè, hai con bò cái này là để giống là rất tốt nha. Yeah. Nó tốt dữ lắm đó. Tôi là nuôi bò cái đó, là chuyên gia đó. Còn chú á, anh này ha, ở dưới này cho ăn rồi cho uống rồi bò á, nếu nhìn cái phân của nó mà nó ỉa ra đó ha, nó ỉa ra mà cái bao bọc phân đó nhìn thấy là nó bóng nó đẹp, bò nó mạnh, thấy không? Còn mà phân mà ỉa ra mà không bóng là nó không tốt, là con bò nó yếu gầu. Cái đó là mua thuốc hay là làm sao chút? Bây giờ nếu mà cái con bò mà nó đi mà phân á, phân mà cũng như mình mà ỉa chải đó, chú thấy phân nó không có được tốt thì á, nó mới phát hiện chú mua là nước biển gói đó. Biết nước biển đó không? Biển khô á. Nó gói đó. Một gói đó như vậy là chú kiếm á, cái chai rượu mà rượu tây đó là cái mỏ nó cao mà nhọn đó. Ông đổ, ông lấy cái quặng đổ cái nước biển nó vô, chú đổ vô đầy một chai nước, nắm cái mũi đó đó, nắm bắt đầu cái nắm cái chai chắc đổ vô, đổ cầm cho nó uống ha. Đổ cho nó uống. Là tôi chuyên gia là cho uống cái đó là phân tốt lắm á. Thấy không? Trời, còn nếu á, nếu mà mình làm á mà nó không có gành quá, nếu mà làm như vậy là nó không bớt, là con bò mình nó bị nhiều rồi đó, là kêu thú y. Còn tôi là tôi mua lại thú y, mua thuốc gì tôi chích luôn, coi cái hướng dẫn. Thấy không? Bây giờ có cái cây kéo không? Cây kéo cắt đây. Lúc nãy là lý do tại sao mình phải cột cây cổ anh quá. Cái cây kéo cây kéo đi lại đây ta cắt. Thằng cái lữ hái gì nó cũng được. Còn bây giờ tới chuồng rồi mình không còn cây cổ nữa, ban đêm thì nó nằm nó không hay. Nó bị dướng ha. Nó dướng rồi nó nguy hiểm hơn. Còn mình phải xài cái mũi. Nếu như nó treo mũi thì nó không sao. Dây cổ xiết thì nó nguy hiểm. Bây giờ tới đây giao bò là phải cột dây vậy đó. Chứ không có cột cái sợi dây kia nữa. Cái dây kia là cái dây kia là đi đường. Anh tên gì? Tên Sang. Anh Sang đó anh em à. Cái con kia chưa sổ mũi ha. Mai mốt thì có gì nhà anh em biết bò đó, sổ mũi cho. Còn cái này là đang cột dây cổ nè, thấy không? Cái bước này còn nếu dạng tay không, tôi chỉ cho sổ luôn. Sổ gắt dễ. Không dám. Thấy không? Nó tập lại đi. Nếu dạng tay là con bò á, con bò này con bò bự hơn. Mũi nào thấy không? Dạ. Nhưng mà khi mình cột bên phải này nè. Bình thận nè. Dạ hé ra cho tôi ra đi. Cho thận không qua ai đi. Để làm cái gì? Coi kìa anh Sang. Là để làm cái gì? Để khi mà con bò nó có nằm nó bị treo mũi nó không có bị siết họng. Cái này là dây cổ nè anh thấy không? Cắt nó bỏ đi. Cắt bỏ đi. Không chừa dây cổ hả? Không, dây cổ đó. Dạ, còn khi mũi không nó đang dài á. Giờ mình thâu nó vô. Kêu con lấy cọng cái chì nãy giờ. Được không? Để
cái dây chì. Mà cái chuồng như thế thì có đạt chuẩn không sao chưa? Cái chuồng này á, thì nói nào cũng ngay á, là nó cũng ngon dữ lắm rồi, mà có một cái á, theo tôi là cái chuồng này xây á, nó hơi cái cao nữa mới được. Dạ. Đúng ra xây lên á, 3 cái cục gạch thôi, chẳng cho nó thoáng hơn. Dạ. Phải không? Ba cục gạch, nó xây như vậy là nó hơi cao. Ồ, hai con bò này, cái chuồng này cũng như là bề rộng, bề dài rồi, nó đặc trưng con bò đúng không? Cái bề rộng á là ngon lắm, nó dư rộng. Dạ. Nước nâu cách sao mà ngân dựng chỉ giùm chú Sang nó gì đó. Còn nước nâu thì ở tí trời lạnh thì nó uống có cái giấc chiều à. Còn trời nực á, có nhiều khi trời nắng á, nhiều á, sáng cho nó uống. Yeah. Sáng nó uống ít, chiều nó uống nhiều. Yeah, sáng với chiều hen. Sáng yeah. Chiều mà để ý nó, để ý sáng á, nó có dơ cái chỗ nào á, nó có dơ cái chỗ nào á thì rửa cái chỗ nấy, đừng có rửa ướt mình đó, bò nó lạnh rồi nó bệnh nha. Yeah. Cũng như mình vậy đó. Không nên tắm nhiều. Không có nên tắm nhiều. Nó cũng như mình vậy đó. Nhìn thấy cái lông nó bóng là bò mạnh, còn cái lông nó xù là bò bệnh đó, yếu rồi đó. Vậy không có nên tắm. Em nuôi thì phải canh sang. Anh buộc cổ luôn là giờ buộc mũi luôn. Mũi mua một cái gì mũi mà. Con kia chưa buộc hả? Con kia chưa sổ mũi. Rồi anh Sang biết sổ không ta? Hai để không. Đây nè anh Sang này, cái tăng đưa này thấy không? Dạ. Yeah. Dây muốn thẳng muốn dùng đúng không? Dạ. Yeah. Thì giờ anh cột, em cột cho anh nè. Anh quắt lái xe mà hay với ta? Bình thường làm viết thì nó cũng quen. Dạ. Đó, anh cột tiếp cho anh. Cái con dây còn lại á, con bò nó lớn lên anh xải ra. Dạ. Nó thẳng mũi nó khịch còn dư đoạn đó ha. Đây nè. Dạ. Khi nó thẳng mũi là nó khịch đó. Đó, anh cột cho anh đàng hoàng nè. Nè, đây là cái tăng đưa nè. Dạ. Lâu lâu á, anh xe vậy nè. Anh giờ nó đi. Cho nó không bị hôi cái mũi. À. Nè. Đó. Nó bị hâu cái mũi, con bò này nó bị hâu cái mũi là sỏ mũi bữa nay á, nó là sắp lành nhiều rồi. Yeah. Nó từng nào thiệt lành nhiều nó mới hết hâu. Tại vì sao đây nè. Yeah. Cũng như cái thịt của nó nghe, mới sỏ mũi á. Cái lúc này anh phải lần đi. Nè. Con này đúng chưa? Lần đi cho chỗ khác. Lần qua lần lại á. Dạ. 2-3 ngày anh lần dây mũi một lần. Rồi anh tiếp xúc với nó thường, con vật anh tiếp xúc thường thì nó sẽ mến mình hơn. Dạ. Để ý là mình vậy hàng ngày vậy đó, mình theo dõi đó. Cái chuồng này con bò màu vàng này á là của ông Sáu để cho mình. Dạ. Đó. Gặp anh mới để đó chứ không ai để. Còn không có để chạy qua bên kia mua ta, chạy qua bên kia kiếm mua con nữa đó. Còn con bò này là con bò của tôi. Nhớ cái giống này bò tôi á gầy ra đó anh tăng đưa ra nha. Rồi khi mà nó lơ bự lên là anh phải xả dây ra đó. Cái ông Sáu là kỹ thuật nuôi bò lâu năm lắm rồi đó. Bây giờ cái chuồng này, cái chiều dài này bây giờ nó đạt rồi, mà có một cái giờ xây cái này đó là đúng ra người ta làm luôn cái máng cỏ luôn, mà máng cỏ chú nữa là ông Sáu. Nếu mà chú làm cái máng cỏ, chứ gặp tôi là tôi quất một cái bẩn cái làm cái máng cỏ, thảy cỏ vô. Làm cái máng cây nó mau mục, cái này quất một cái bẩn ngang gì là thành cái máng cỏ rồi. Nó còn nếu làm như tôi, xây gạch gì, xây cái bẩn ngang đó qua đây nó đâu có nhiêu tiền. Thành chữ nhật thôi hay không sao? Mà nước nâu đồ á, nó không có hư. Chú làm cái cổng cây là giáp năm là phải làm cái cổng nó cực lắm. Bề rộng nó khoảng ra khoảng mấy viên gạch không sao? Bề rộng nó ra cỡ khoảng chừng 8 tấc hàng thước gì nó cũng được. Vậy thì nữa anh Sang sẽ chặn một cái hướng. Chặn cái hướng phá cái này thêm, hở để xây bên đó đi qua đây. Xây bên đây đây. 9 tấc hay là 1 thước đây, bên đây đó nè. Qua đây. Ha. Thấy không? Còn nếu cái cửa vô ra này nó chẹt thì phá thằng này hai cục đi xuống. Dạ. Thấy không? Dạ. Tôi chỉ cho. Dạ. Còn làm cái cổng cây á là một cái mùa mưa nước thảy vô mau mục lắm. Mất. Dạ. Làm hoài xây gạch bẩn vậy đó thì gọi đó. Xong. Này tốt lắm nha. Rồi hôm nay có cỏ chưa? Có giờ lấy cỏ thì thiếu gì? Cái bờ hồi nãy cỏ nó lên ở ngoài ba cái cỏ bông đó. Cỏ bông đó là cỏ, đó là cỏ quý. À. Cột dây gì cũng không đúng nữa. Cột phải cột nó có mới dịch.
cái này phải làm móc, không có ruồi có mũi thì mình móc cái mùng lên. Dạ. Móc lên đặng cho nó thoáng hơ á. Dạ. Không có ruồi mũi là phải sáng là phải móc cái mùng lên là hốt cái cửa chuồng. Chứ không phải là tầm như vậy hoài. Dạ. Chứ phân gì hốt rồi mình để phơ nhau dưỡng cháu dặn. Phân hốt kiếm cái chỗ để phơ bán. Mình bán được á. Ừ, bán tiền không đó. Dạ dạ. Đừng có dục ở đây rồi nó bị ô nhiễm. Cột dây không cột dài quá nó quấn dây, cột vừa vừa. Ừ, cột có vừa tầm thôi, nếu mà cột dài quá là nó bỏ giò qua. Nó bỏ giò qua nó quấn giò. Thấy không? Cột nè. Cột theo á người ta chỉ chú cột vừa thôi mà chú cột cái dây này dài quá cái giò nó bỏ qua là nó quấn. Dạ. Mà nuôi bò là phải thăm bò chứ không phải là đi chơi người ta. Dạ. Ở nhà đây cũng cắt cỏ đi do cắt cỏ đồ rồi. Cắt cỏ theo vườn á. Dạ. Nuôi bò là phải canh cái giờ nào bò nó ỉa là phải ra kiếm cái miếng cây hốt. Mình nuôi bò á. Lâu nó mới lên giống để theo dõi nó có bầu chứ sao. Bây giờ cái vụ mà lên giống thì con bò tôi á nó 7 tháng mấy rồi đó. Nó 14 tháng là nó lên giống. Dạ. Mà nó lên giống cái tháng đầu á là không có bỏ nọc. Dạ. Đợi cái tháng sau. Con này lớn lớn. Dạ, tháng sau. Bỏ quen á. Như vậy là đợi cái tháng sau nó lên giống cái nữa là bắt đầu mình kêu á cái anh cấy cái nọc bò. Thì tháng mấy 8 tháng rồi đó anh coi theo dõi đang nó khoảng 1 năm rưỡi. 14 tháng. Nếu mà cắt cỏ xiên cắt cỏ đủ cỏ là nuôi sạch sẽ là 13 gử, 13 tháng. Biết bò nó lên giống không? Dạ. Nó lên giống là y gan như là phụ nữ rồi đó. Dạ. Có kinh. Nó có kinh nó ra đây nè. Nếu dạ. Mà nó có kinh cũng như là nhớ cá ha. Nó ôm cái con kia nó nhảy là nó gượng đực đó. Dạ. Nó gượng đực đã đời ha. Mình không có bò nọc là bắt đầu nó gống. Nó gống lớn lắm à. Dạ. Là nó kiếm nó gống là nó kiếm bò đực đó. Dạ. Tại đâu bây giờ mới nuôi là phải học. Dạ dạ. Mà phải nhớ để nuôi bò cái mà trong cho đẻ mà nó gượng đực không biết cắt cỏ hoài nghe. Dạ. Ta chỉ rồi nhớ. Còn không mới lấy cái số điện đi rồi điện á chừng đi lên tỉnh tôi chỉ xuống. Dạ. Tôi chỉ là thiệt tình đó. Lấy chú cái số điện thoại. Có con điện con hỏi. Ừ. Dạ. Cái đó là bí quyết luôn rồi đó. Dạ. Chỉ là hết ý đó. Còn cái con bò lông đẹp á là bò mạnh đó. Dạ. Còn mà nhìn thấy mà lông nó mà nó xù ha. Thì nó cũng như mình vậy đó. Nó ỉa cứt tốt thì cũng như mình. Mà nó ỉa cứt xấu á cũng như mình. Bắt đầu mua nước biển. Dạ. Đổ vô. Là nó ỉa chặt lại. Rồi nãy giờ hiểu nhiều chưa nhớ nhiều không anh? Dạ cũng nhớ rồi. Ừ. Giờ cố gắng từ từ đi từng bước cho đó. Ừ. Nhưng mà con vật với mình thì nó phải thân thiện. Dạ. Đó, mình phải thân với nó thì mình mới hiểu được nó. Vô tắm mà gà dạ. Nó. Mình tính á. Không phải, bây giờ mình xây chỗ cái đầu nó mà nó thọt vô nó ăn là xây như vậy là nó thọt không có tới đáy chứ. Xây nó cỡ khoảng lên, cỡ khoảng chừng... Bây giờ chú phải làm cao lên luôn. Hả? Cao thì phải độn đít. Tức là nó ở bên kia nó cao luôn. Như vậy là xây nó ở ngoài cái chuồng hả? Tôi biểu xây nó ở trong cái chuồng bẩn nè. Xây ngay chỗ chú đứng đó, xây cửa này xây lên. Xây lên thì xây vừa tầm còn ba cái bẩn ngoài là để vậy. Đó mình xây lên cho chừng ba cục gạch được không? Không. Đây nè, nó xây lên là khoảng chặng này nè. Dạ. Thấy không? Bỏ ở trên xuống ba cục. Dạ. Cái này không có bỏ mà mình xây cái mới lên tới đây thôi. Dạ. Thì chú quất bẩn nó đi qua. Dạ. Hả? Thì anh Sang nãy giờ thì ông Sáu chia sẻ như vậy á thì anh nắm được khoảng bao nhiêu rồi?
cũng được 30-40% rồi. 30-40% ha. Dạ. Thì bây giờ mình không biết cái nào thì mình sẽ liên hệ trực tiếp với ông Sáu về vấn đề quan trọng nhất là nước uống nè. Dạ. Cỏ, cách vệ sinh, tắm rửa chuồng bò. Dạ. Như là một số cái biểu hiện của con bò nó khác so với bình thường. Thì anh không biết thì anh hỏi gần gần hoặc là anh liên hệ với ông Sáu. Ừ, có dạ. Ai nuôi nó ở đây đó mình đó. Hỏi thăm cái kỹ thuật. Dạ. Hơn anh cái anh cho em biết cái cảm giác của anh bây giờ khi mà có được hai cái con bò mà như ông Sáu chia sẻ là quá có phước, quá tuyệt vời. Dạ. Thì anh đó. Có cảm giác gì không? Có cảm xúc gì anh nói cho em nghe. Bây giờ theo tôi nhìn thấy đó là chú á, được hai con bò này là chú có phước dữ lắm. Chứ tôi một lần tôi mới phát hiện nuôi bò là kiếm hai con bò như vậy là có tiền cũng không phải giải kiếm. Dạ. Đó mà tôi thấy chú là có phước á. Cái dạ. Cái đó là tôi nói thiệt. Thì chú nói vậy thì con cũng hay thôi, cũng cảm ơn chú. Nói nào nay tôi cái gì con tôi thì... thiệt tình dạ, lắm. Con cũng cảm ơn chú cũng rất nhiều. Bò đẹp lắm. Bây giờ là cái phần bò này đó là do chú Hùng ở Canada dạ. Với lại bạn của chú ủng hộ cho mình cái số tiền chăn nuôi bò cũng như là dịch với gà, thời gian sắp tới mình sẽ bắt về nữa dạ. Thì trước tiên mình bắt bò trước, lo cho nó xong phần này rồi vài bữa sau khi mà tân gia nhà thì mình sẽ bắt gà dạ. Đó là chú Hùng ở Canada với lại bạn của chú, thì anh có dạ. Muốn lời nào nói với chú trong cấp vốn, cái phần cấp vốn thì gọi là xây nhà xong thì đây là cấp vốn nè thì vốn. Anh có cái lời nào muốn nói không? Thì trước thì giờ sau mấy trước rồi giúp đỡ cho Sang này thì Sang này quá quý rồi, thôi vậy thì con cũng ấy đội ơn, rất cảm ơn chú Hùng. Dạ chú Hùng với bạn của chú dạ ở Canada, thôi vậy con cũng có lời thôi, chúc chú mạnh khỏe. Dạ thì con cũng thay mặt chú Hùng luôn với lại anh Sang cảm ơn ông Sáu, đường xá xa xôi cực khổ hơn 75 cây yeah. Bỏ ăn bỏ công ăn việc làm xuống đây để mà thứ nhất là dắt bò vô cho anh nè yeah. Thứ hai là hỗ trợ mua bò nè, thứ ba là cái kỹ thuật chăn nuôi bò yeah. Đó là những cái mà đặc biệt là cái kỹ thuật chăn nuôi bò này đâu, cái bí quyết đâu phải ai truyền lại đâu mà ông Sáu này đúc kết từ nhiều năm chăn nuôi bò mà có được ra. Thì ông Sáu bán bò mà cái thời gian mà để mà gỡ cái con bò ông Sáu á là cắt cỏ để cho ăn á, thì người khác lấy 500.000 ông Sáu cũng không có lấy luôn, không có lấy đó, không lấy là lấy. Ông Sáu coi như ông làm phước đi làm thấy chú đó. Và thêm cái nữa ông Sáu chia sẻ rằng là trong thời gian này khoảng 3 năm đây, thời gian sắp tới 3 năm anh phải cố gắng anh làm sao mà duy trì cái cuộc sống kiếm nhìn không để mất nợ đó mà cố gắng làm thì sau khoảng hơn 3 năm sau thì anh có thể trở nên khá giả hay không. Bây giờ á hai cái con bò này bây giờ á, là cái anh ở ngoài Canada giúp vốn về đây á, là chú này á, là mượn tôi mua giùm hai con bò nếu mà hai con bò này á, theo tôi có nuôi bò gầu á, là tôi biết mà chú làm ăn là sao mà có gạo là chú sống, còn hai con bò này chú nuôi cỡ khoảng 3 năm mẹ đẻ con đẻ là chú phải khá giả chứ không có đủ đó. Y thinh như tôi nói, bị tôi đã có nuôi gà thấy không chú, làm cái gì đó đủ sống đi, còn hai con bò này chú nuôi cỡ 3 năm là chú phải lên khá, mà phải nuôi nó là phải xiên, đừng có mà nuôi mà bỏ bê là không được nha. Nói gành á tôi nuôi là nói nào ngay á, mình á cái quan trọng nhất là phải cỏ phải no đủ rồi phải chuồng phải vệ sinh cho sạch thấy không, sạch chừng nào là tốt nấy nó phải gán ít tấm bò. Tiết lạnh này á là cái chỗ nào nó nằm dơ dính cái phân nó là mình rửa thôi, đừng có tấm là bệnh nghe. Đó nó cũng như mình vậy đó. Xem phân bò khi đi hàng bò thường xuyên quan tâm nó đúng không sao? Thôi bây giờ như quan thế này tâm. Sao rồi cũng chiều rồi, thôi bây giờ mời ông Sáu qua bên đây sẵn coi nhà của anh Sang luôn. Thôi qua nhà đi tiền đi anh Sang ơi. Qua nhà đi mình nói chuyện chút cái đặng về bị đường xa lắm anh Quốc ơi. Cây nước này giờ nó cũng chưa có nước hả? Không có nước. Xấu tôi rửa tay một cái coi.
đây. Nước này là nước giếng. Giếng hả? Khoan kéo bên kia về. Ừ. Rồi. Nước giếng mà cũng quay lại lần nữa cho cô bác đó, chị xem. Đây không sao. Đẹp không sao? À, nhà nhà gì là ngon lành rồi. Dạ. Yeah. Đây nhà của Mạnh Thường Quân tài trợ luôn á. Ừ. Nhà của anh Sang đây à? Dạ. Thôi giờ anh Sang gán cố gắng anh Sang. Dạ. Rồi anh đi làm nước đi anh. Được rồi. Bạn Sang quan luôn. Sao thấy nhà mình ở đây đủ ánh sáng không? Wow. Sáng không? Wow, nó sáng sủa mà cả nhà đẹp. Bây giờ á có phòng đồ kia mấy thằng tôi đó mà tự làm mà tự ra riêng đó là không không có khi nào được cái nhà gì. Okay. Thấy không? Đâu có còn cái gì mà chú chỉ có làm ừ. Nhà, kiếm cái ăn tiền đồ này kia để nhà nó đầy đủ đó. Đó. Lo cho con là gì là yeah. Vì là quá ngon rồi. Cái đó bên đây là ngồi trà ngồi đó ha. Này trà mới xả sáng rồi nè. Mới xả ngồi được hả? Dạ. Anh làm luôn hả? Thì ở nhà cũng con cũng làm phụ vậy đó. Cũng mướn làm rồi mướn người làm. Sao là anh Sang ơi. Dạ. Và bây giờ chút xíu anh chặt cho một người một cái dừa đi. Anh có nhiều dừa không ạ? Bây giờ ngồi đâu Sáu ngồi đâu giờ? Mình ngậu ở ngoài này đi. Ngoài ngoài cái cây dừa nè. Dạ, ngồi cái ừ, ra cái dừa đi. Rắn nha anh Sang. Dạ, dạ. Bây giờ mình đâu có đòi ghế bọng gì chỗ nào miễn mình nói chuyện được là mình ngồi đi bây giờ. Cái nhà vậy là ông hơn mấy tôi rồi đó. Mấy thằng tôi á là ra riêng á là chưa có được phân nữa cái nhà này nữa. Ở là nhà của cha mẹ. Không có nhà đâu. Ừ. Nó thật luôn. Thấy không? Cha mẹ để lên xong mà cái nhà. Bây giờ nói là chú là phải cố gắng. Thấy không? Dương ơi. Dạ. Quan tâm Dương. Là mình là à, làm là nó phải có thôi. Chú nói nghe con. Không, cái nhà vậy đạt rồi, con làm rồi cha con. À quá rồi. Ngon. Quá ngon rồi. Mặt dựng mà trước nhìn nè, sáng sủa không? Ừ. Bữa nay là 13 Tết rồi, đây quay 1 tầng nữa, nhà này xong rồi, anh ăn Tết ngon lành rồi. Dạ, đây cũng có mấy bữa nữa rồi, cũng gán. Có hay nhậu không? Dạ, ít lắm. Đừng có nhậu. Tiếp theo dạ. Là con sẽ gửi tiền cho ông Sáu, gửi cái chi phí còn phần tiền còn lại. Thì hôm trước là ông Sáu để bò cho anh Sang là 17 triệu ông Sáu. Ừ, 17 triệu. Đó, thì... 17 triệu tính gửi cho ông Sáu tiền cắt cỏ 500 mà ông Sáu ông không có nhận. Yeah. Nhưng mà thôi thì hôm nay ông Sáu cho con gửi lại tiền ông Sáu coi như công lao động. Con thay mặt chú Hùng cũng có dặn cho con vậy. Thì cho con gửi lại ông Sáu là con gửi hết 10 triệu thì còn lại 7 triệu. 7 triệu cho con gửi ông Sáu 500 ngàn. Yeah. Ha, cho ông Sáu nhận cho con với lại chú Hùng vui. Bây giờ á, nói nào ngay bây giờ... nói như vậy thì ông Sáu cảm ơn. Dạ. Mà bây giờ nói về 500 hay là 1 triệu, 2 triệu gì ông Sáu cũng không có nhận. Bởi vì ông Sáu đã nói rầu. Dạ. Thấy không? Ông Sáu còn giúp cái công thêm cho chú Sang nữa. Thấy không? Chú Sang á, có thể ở đây ông Sáu cũng tới đây. Dạ. Mà dầu ở xa hơn nữa là ông Sáu cũng đi phải cho tới. Còn riêng về cái phần tiền mà đưa trả công cho ông Sáu cắt cỏ bò là ông Sáu bao nhiêu ông Sáu cũng không nhận. Vậy thôi cho con gửi tiền cà phê ngày hôm nay nha. Thôi bây giờ cái tiền cà phê nhiêu cũng không nhận hết trơn ông ơi. Còn bây giờ cái vụ tiền bò á thì nó còn là 7 triệu. Dạ. Mà nói nào ngay tôi để con bò cho chú á là bằng cái giá mềm bữa nay tới đây nói cho chú đặng chút nữa gì. Dạ. Thấy không? Đó, nó mềm hơn cái giá là thị trường tôi thấy chú khổ. Rồi bây giờ tôi cũng để cho chú cái giá con bò nó hơi mềm giúp đỡ chú đi. Dạ. Nó còn công cán tiền bạc gì tôi bao nhiêu tôi cũng không nhận. Rồi vậy Sáu nói vậy không biết. À, cảm ơn Sáu luôn. Cảm ơn. Rồi cũng rất cảm ơn rồi. Chú Sáu ha. Rồi giấy cho chú làm ăn cho khá giả đi mà bây giờ theo ý tôi là chú phải gán mằng. Dạ. Hai con bò này á, chú gán mằng cho đủ ăn đi. Hai con bò này chú 3 năm sau nữa là chú nằm ở dạng khá giả. Dạ. Con đưa cho ông tay nha anh Sơn. Lại tay này con cầm vô máy rồi. 4 có gì 5 bỏ qua cho con. Có nhiều lắm anh. Không sao, sao? Dạ. Hai cho con. Dạ. À, anh Quốc ơi, cho em gửi tiền xe luôn. Chưa sao nói luôn đi sao. Ừ? Ông nói luôn đi.
Bây giờ riêng về cái phần cái tiền xe thì chú chú nói đi. Chú xe thì chú ăn vậy là 800. Chứ mà theo cái đúng theo cái tuyến đường á thì cái giá nó còn cao hơn, mà thấy là chú sang này cũng khổ rồi. Rồi chú chủ xe đó nói thôi bây giờ cũng thấy anh xa chú sang vậy rồi thôi cũng lấy cái tiền dầu với tiền công chút đỉnh à. Nói vậy đó. Rồi bây giờ là vô tới đây thì hoàn cảnh quá khổ rồi. Thấy hoàn cảnh của chú sang khổ quá khổ rồi thôi lấy công chút đỉnh cà phê với tiền dầu à. Rồi vậy đó. Con, em gửi thôi. Tại vì anh Quốc thì đi về sáng thì á, nếu như đi buổi sáng á thì anh buổi chiều anh còn lại chạy được thêm cuốc nữa là cái thứ nhất. Cái thứ hai là anh đi tới đây là khoảng 2 giờ anh đợi rồi anh đợi cho tới 3 giờ mấy dạy ra xong là anh mới gặp nhau ở đây rồi đến thời điểm này thôi. Bây giờ ông Sáu đã không nhận rồi mà anh Sang thì không nhận nữa thì kỳ lắm. Thôi cho em gửi 1 triệu thay mặt chúng mình, em cũng gửi 1 triệu luôn nha. Này là anh nhận cho em nè, thôi cho nó anh nhận giùm em đây nè. Cái này là cảm ơn. Dạ rồi. Anh Sang chắc anh Sang nói lời vì với mọi người rồi cái em nói là cảm ơn luôn. Ông Sáu uống nước dừa đi, nước dừa nhiều lắm. Anh có uống đi. Dạ thôi bây giờ mấy chú với các mạnh thường quân thôi vậy giúp đỡ cho Sang vậy đi. Thôi cái Sang cũng rất cảm ơn. Thay mặt anh Sang xin cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã giúp cho anh Sang có được cái ngôi nhà và cái bò để mà cấp vốn. Và đặc biệt thì trong ngày hôm nay thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn chú Hùng và các người bạn ở Canada đã hỗ trợ cho anh Sang phần chăn nuôi, trước mắt là bò và sau đó là sẽ mua về gà với vịt nữa. Thì ngày mai thì chắc có lẽ ngày mai thì 21 thì sẽ vô công bố lại cái số tiền vốn chăn nuôi. Yeah. Sau đó là còn thêm lại cái công bố lại cái số tiền các nhà cho anh khi nó hoàn thành. Xin cảm ơn cô bác quý anh chị rất là nhiều. Xin chúc cô bác quý anh chị tất cả mạnh thường quân trong nước ngoài nước sức khỏe và an lạc. Dạ xin chào và hẹn gặp lại ạ.